Buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một em siêu phẩm nhà đẹp chân dài tại trục đường chính Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, nằm ngay kề bên với trường cao đẳng điện lực nha. Căn nhà này thì hôm nay chủ nhà đang gồng gánh lãi ngân hàng muốn tụt quần, giảm giá bán lỗ rất là mạnh, giá gốc giao 6 tỷ rưỡi, bây giờ chỉ còn 5 tỷ 6 năm chục thôi, giảm tới gần 900 triệu đồng. Một căn nhà diện tích rất là khủng, ngang 4m2, sâu vào 18m, hướng đông bắc và nằm trên con đường rộng 15m, khu đồng bộ 20 căn. Ngay bên nằm bên hông của trường cao đẳng điện lực, cách ngã tư ga khoảng tầm 1 cây và cách quận Gò Vấp khoảng tầm 1 cây rưỡi nha anh chị. Đây di chuyển về sân bay đi khoảng tầm 20 25 phút thôi. Một căn nhà ngang 4m2, dài 18m, mẫu tân cổ điển, đường trước nhà rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường, cây xanh, điện âm. Khu nhà thì rất là đẹp. Đã bán về ở hết rồi, chỉ còn lại duy nhất một căn thôi. Giá bán bây giờ chỉ còn 5 tỷ 650 triệu đồng thôi nha quý vị. Những anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà diện tích dài, xe hơi đậu thoải mái trong nhà và đường to, xe hơi anh chị có thể đậu trước cửa nhà này, chúng ta hãy gọi ngay trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng nha. Khu nhà rất là đẹp, rất là kiên cố nha quý vị. Và nhà mình thì do chủ thầu xây dựng thiết kế cực kỳ chắc chắn, kiên cố và có tặng nội thất trong nhà. Giá rất là êm, chỉ có 5 tỷ 650 triệu đồng thôi. Chú đã giảm giá tới 900 triệu rồi. Nhà thì rất là rộng nha. Quá là ngon luôn, đường to sát đường chính, có cây xanh, vỉa hè, điện âm, đèn đường, camera an ninh đầy đủ. Và cách ngã tư ga khoảng tầm 1 cây số thôi. Chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn, bên trong có cửa nhôm Sinfa 4 cánh, khoảng sân chưa tới 2 mét. Phía trong đây là khu vực gara đậu ô tô, thoải mái đậu hai em ô tô trong nhà nha anh chị. Chủ nhà có tặng lại một bộ bàn ghế gỗ gò đỏ nguyên khối và tường thì cũng được ốp gạch cao lên tầm 1m2, trên có tranh mà đã thành công, tranh thêu nha anh chị, và tường được dán dán tường, trên được sử dụng đèn chùm và thạch cao. Trệt lưng 3 lầu, mẫu nhà tân cổ điển rất đẹp, cầu thang dính rắc nha quý vị. Và giá bán của chú nhà giao chỉ bây giờ giảm xuống chỉ còn 5 tỷ 650 thôi. Đấy, anh chị nào thích quan tâm muốn sở hữu ngay căn nhà đẹp này, hãy liên hệ trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng. Hotline thì có hiển thị trên màn hình, số Mobi là 0933 830 756 và Viettel là 0355 654877 nha. Tặng một bộ bàn ghế gỗ đỏ trị giá lên tới 60 triệu đồng, tay rất là to. Nhà rất đẹp nha quý vị, diện tích dài, có cửa sổ phía sau, diện tích dài tới 18m và xây dựng gần hết đất, đường rộng 15m, con đường rất là rộng. Giá này vô cùng rẻ rồi, 5-6 năm rất là rẻ, rất là ngon rồi. Đối diện đây có bộ tủ rượu gỗ sồi nha, trụ và tay vịn là gỗ gò đỏ, kính cường lực dày 10 ly, ốp đá kim sa đen, đúc rộng tầm 90 và đóng xích rắc. Cầu thang rất là đẹp rồi. Phòng bếp thì sẽ được làm một cái quạt trần Panasonic, làm từ bếp của An Cường và được ốp gạch một bên. Còn bên sườn sườn tường có đi sẵn khu vực ngăn lớn để cho chúng ta để tủ lạnh. Toilet thì được đưa về phía sau. Giá đã giảm rất là mạnh rồi và giá này rất là ngon nha. 5 tỷ 6 50 thôi. Diện tích dài tới 18m. Căn nhà rất là đẹp, xây mới và sổ hồng hoàn công đầy đủ hết. Ngân hàng có thể hỗ trợ cho vay phải được tối đa phải được 4 tỷ nha quý vị. Nhà hẻm một xẹt hẻm to và diện tích lớn, tối đa phải cho vay được 4 tỷ nha. Đấy, tủ bếp làm đẹp dưới ốp kính và ốp đá sạch sẽ hết nha. Có một bộ bàn ghế gò đỏ Nam Phi rất là lớn. Bộ này chắc tầm 5-60 triệu. Di chuyển lên trên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách nha quý vị. Cầu thang thì đúc rộng 90, nhịp rất là thấp và dễ đi. Phòng khách thì sẽ được ốp sàn gạch giá gỗ, có làm ốp gỗ và tặng lại sofa da trên này, có quạt trần và cửa sổ ra phía sau. Căn nhà làm rất đầy đủ, rất chi tiết luôn và đẹp. Giá bán vô cùng ngon rồi, bây giờ chỉ có 5 tỷ 6 50. Đấy, chủ đã giảm xuống bán lỗ sập nguồn rồi nha quý vị. Nên anh chị nào đó có nhu cầu mua, chúng ta hãy alo ngay đi.
căn nhà rất đẹp, rất hoành tráng, giá thì cực kỳ mềm rẻ với túi tiền, diện tích dài, đường to, nằm ngay trường cao đẳng điện lực nha quý vị. Và di chuyển lên trên lầu 1, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ 1-2. Nhà mình thì sẽ được thiết kế 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chúng ta có một phòng thờ rất là lớn và phòng giặt sân thượng trước sau. Phòng ngủ trên này thì chưa có nội thất nha, sẽ được ốp sàn gạch giá gỗ. Trên thì làm trần thạch cao, tường thì được sơn nước, chưa có giấy dán tường. Và có rèm cửa nha, ban công ra ngoài đúc tầm 1m2. Đấy, toilet thì có bồn cầu khối, lavabo rửa tay, vòi sen thuyền. Gạch thì cũng đã được ốp cao đến đụng trần luôn. Gương led đầy đủ hết luôn nha quý vị. Phòng số 2 thì có cửa sổ đằng sau và toilet riêng, chưa có trang trí nội thất hoặc là dán giấy tường gì cả, đang để phòng trống nha. Anh chị về chúng ta tự bố trí nha quý vị. Với giá 5-6 năm thì rất là hợp lý rồi. Căn nhà diện tích dài tới 18m, số công nhận đủ 67, hơn 67, 70m2 đất. Và giá này rất là ok nha quý vị. Đất không đã 4 tỷ 2 rồi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 2. Lầu 2, lầu 1 thì chủ nhà giống y chang nhau. Đây, chúng ta sẽ xem lướt sơ qua thôi và cùng nhau tiến lên sân thượng. Có rèm cửa, cửa sổ ra ngoài ban công đầy đủ hết luôn. Toilet riêng. Đây, căn nhà làm rất là chi tiết. Căn này thì anh chị ở cực kỳ bền nha, chủ nhà là bên thầu xây dựng xây rất là chắc chắn, kiên cố, cực kỳ bền chắc luôn, nên chúng ta còn yên tâm nha mọi người. Đây, toilet và sân thuê đầy đủ. Tiến lên trên sẽ là khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sân thượng sau. Ở sân thượng trước thì chủ nhà đúc ra hết tới 4,5 tấm nha. Thì đây thì đang để bố trí là phòng thờ rất là rộng, chúng ta có thể làm thêm phòng tập gym, phòng tập yoga hoặc là tập thể thao trên này được luôn. Sân thượng sau thì cũng đã được đúc hết luôn nha anh chị. Đấy, chúng ta giặt phơi đồ không có lo sợ mưa gì cả. Có cửa sổ đằng sau, cầu thang sắt di chuyển lên trên, ốp gạch sạch sẽ. Với một căn nhà độc lạ đúc hết phía bên trên lầu 4, giá này rất là ngon nha. Anh chị nào đã có nhu cầu mua thì hãy alo ngay về tới em Hưng.